Chào anh em, có rất nhiều anh em thắc mắc với TNG, tại sao Ngộ Khỉ, Veda, Nata mạnh vậy, em cầm ăn mạng ầm ầm hay là Alan solo chẳng ăn ai, mà tại sao bạn này không ai pick ở giải đấu vậy? Ad hiểu tâm trạng của anh em, tướng thủ không được game thủ sử dụng nhiều thì cũng hơi buồn đúng không? TNG sẽ giải đáp lý do vì sao cao vị tướng mạnh ở rank nhưng ở đấu giải lại ít sử dụng, liệu có phải nó phế? Cùng tìm hiểu ngay nhé! Ad ơi, tầm 2 củ có hàng nhiều skin của Floor không? Giá siêu rẻ! Có luôn cho anh em 114 tướng, 262 trang phục, bá vương âm nhạc của Floor, Floor Seven, Floor tinh hệ, tà long kiếm sĩ, đầy đủ cho anh em chưa? Hãy lên ngay TNG Shop cho VN lựa ác ưng ý ngày nào. Thứ nhất, Floor bị tướng nổi đinh nổi đám ở nhiều brand và cả top với pha cân 2, cân 3, thậm chí là cân 5 mà nhắn. Tuy nhiên ở giải nhá, để Floor làm mưa làm gió như ở rank ấy không dễ dàng gì. Đồng thời Floor thuộc dạng chỉ cấm khi một bên đã xác định đánh kiểu nhà bọn Skirt, Tara, Mina đi top. Thậm chí Floor ở giải còn đem lại chúng ta những ấn tượng về việc là ăn hành nhiều hơn là gánh team. Đến mức mà ở giải Thái nhá, người ta còn vác cả chị Laurel đi top để bán hành Floor là các bạn hiểu rồi. Vậy lý do vì sao Floor lại có sự khác biệt giữa rank và giải đấu như vậy? Cùng TNG tìm hiểu nhé. Đầu tiên, một phần Floor ở rank bá đạo và có thể cân 2. Phần nhiều là do ao kỹ năng. Anh em cứ tưởng tượng đi, các bạn ở rank chiến tướng về chơi ở kim cương và tiếng Anh thì game nó dễ ra sao rồi. Tất nhiên cũng không thể đánh đồng là ao kỹ năng nặng như vậy được. Nhưng Floor là một chất tướng kỹ năng nên chỉ cần hơi ao trình kẻ địch thì anh ta chắc chắn có thể biến thành một con quái vật luôn. Cũng như một phần lý do là do chất tướng đối đầu với Floor ấy khiến anh ta có thể múa. Ví dụ như là gank Floor là vị tướng lù đù dạng kiểu Scuddy mà top nhá lại là một con bài lù đù khác thì là toang. Ví dụ cầm Merga lên gank cho kèo Skirt đi kèo với Floor thì bạn hiểu rồi. Ngoài ra khi đi rank chúng ta không ngán cái khoản đó chứ là đánh nhau ngay ở đường dù là kèo thua. Mà Floor chỉ cần thắng 1 hay là 2 lần slow kill thôi ấy là đã có thể out khá tiền rồi. Và khi out tiền, việc cân 2 là quẩy nhiệt cho tranh quá dễ dàng. Còn ở trong đấu giải nhá, tuyển thủ có phần khó múa vì sao ư? Kỹ năng là sàn sàn nhau, kết hợp việc pick tướng khắc chế và khai thác Floor. Không chỉ ở đường top mà ở cả rừng và mid, đơn cử như trận Sài Gòn Tôm và Vgaming đó anh em. Embert vừa gặp kèo Ryoma cấu rỉ khó, lại thêm bộ rat với Nagroth thường xuyên hỏi thăm ở đoạn đầu game thì toang ngay. Đặc biệt ở giải nhá, việc khai thác triệt để vào một vị tướng như kiểu Floor ấy rất đơn giản. Mà đánh giải một vị tướng bị dễ khai thác luôn không phải là phương án tối ưu. Từ đây rút ra kinh nghiệm cho anh em khi chúng ta đi rank ấy, gặp Floor ư, pick một hoặc là hai vị trí để khắc chế tốt Floor ở đầu với giữa game. Cố gắng không để Floor xanh sớm, liên tục áp lực vào đường của Floor và làm hắn ta bị thọt. Đừng pick quá nhiều vị tướng tanh và ít khống chế cứng nhá. Thứ hai, Ngộ Khỉ. Chắc hẳn anh em chẳng còn xa lạ gì với Ngộ không đúng không? Late game bà gậy một mạng, ở rank gặp Ngộ không hơi hoang mang style đó. Đầu game có thể là hành nó như con, nhưng để nó lết ấy chịu thôi. Và với sự bá đạo gánh team mạnh của Ngộ mà độ hot và sự phổ biến của Ngộ Khỉ nhá, ở tất cả mọi bậc rank chúng ta không phải bàn thêm. Ưa thích có, sợ hãi có và ghét cũng có luôn. Đặc biệt ở tầm rank cao thủ và tiếng Anh, Ngộ Khỉ có thể xếp vào dạng là không cấm thì chọn. Sở dĩ Ngộ Khỉ hot ở rank bởi vì những nguyên nhân như sau. Đầu tiên ở rank đơn, ở một số bậc rank khả năng snowball trận đấu triệt để không quá tốt, dễ tạo thế cho Ngộ Khỉ để mà farm lết. Cũng như là việc chủ lực di chuyển yếu hoặc là trợ thủ bảo kê quá non, tạo góc cho Ngộ không ẩn nấp và sốc đam dễ dàng. Đôi khi còn gián tiếp giúp Ngộ Khỉ xanh sớm hơn, chỉ cần đi lẻ thôi, Ngộ Khỉ tận dụng ngay. Mà điểm có lết game như Ngộ Khỉ được xanh sớm thì đừng hỏi luôn. Nhưng ở giải đấu thì sao? Mỗi lần Ngộ không xuất hiện thường đem đến cho chúng ta cảm giác là phấn khích nè, thú vị, vui vẻ so với cái hiệu quả mà nó mang tới. Đơn giản là con tướng này không phù hợp cho giải đấu hiện tại đâu. Dù cùng là chất tướng lết như là bọn Wonder hay là sát thủ sốc đam như bọn Kế Nắc, nhưng Ngộ Khỉ lại là dạng dễ bị khai thác và ganh. Anh em nên nhớ, khi team có trình độ cao nè, ngang nhau thì chắc chắn các vị tướng trợ thủ đều là những tay to rồi. Và với khả năng đoán bản đồ tốt, kèm với đó khả năng cover xạ thủ siêu ngon. Chưa kể tới nhá, mấy ông trợ thủ bây giờ trong giải nhá, dùng 3 đồ soi mắt trong một thời gian ngắn là quá đơn giản luôn. Thì khi đó, Ngộ Khỉ sao mà tăng hình, sao mà ẩn nấp tạo bất ngờ được đây? Mà Ngộ không tạo đột biến lấy dự yếp kẻ địch. Đó là chưa xét về đầu và giữa game, Ngộ Khỉ là vị tướng rất là hên xui, cực kỳ nhân phẩm. Nếu hết ấy là tuyệt vời, nổ tách tách luôn. Còn xui ư, đập 3-4 cái không đổ chí mạng, toang ngay. Ngoài ra ở giải đấu còn hơn rank ở khoản đó chả pick tướng khiến Ngộ Khỉ khó bị sốc đam và sẵn sàng đè vào rừng của anh ta. Tất nhiên Ngộ Khỉ vẫn có mấy trận được xuất hiện ở giải với mục đích là khắc chế một phần vào tu lên. Nhưng thực sự nó quá là mạo hiểm khi có thể lựa chọn một skirt an toàn hơn mà. Từ những điều này ấy, chúng ta thể suy ra đối đầu Ngộ Khỉ trong rank ấy hạn chế pick quá nhiều vị tướng mà Ngộ Khỉ để sốc đam. Ưu tiên trợ thủ có khả năng check map tốt nè, bảo kê tốt và chơi chủ lực, cố gắng giữ vị trí, hạn chế đi lẻ. Nếu đi rừng cùng Ngộ Khỉ ư, cố gắng snowball mạnh bằng cách là liên tục ép rừng. Và cuối cùng, nếu có lợi thế nhá, đừng ảo game và end game nhanh đi.
Thứ ba, John, nếu đâu là xạ thủ mạnh nhất ở rank meta hiện tại thì khá chắc kèo là Cavani, kèm với đó là Haaland. Còn đâu là xạ thủ bị ghét và dễ làm đồng đội muốn hủy trận đấu nhất, chắc chắn đó là Elsu. Nhưng nếu phải nói đâu là xạ thủ ngôi sao trong cái khoản lật kèo, hoặc đơn giản là bá đạo nhất ở lết game ấy, thì chắc chắn phải là John rồi. Thì chắc anh em cũng hiểu, một ngộ khí lết ấy, nó uy hiếp tới sự sống còn của xạ thủ và pháp sư kẻ địch ra sao. Nhưng một John lết hay là xanh sớm đúng kiểu là thế giới này là của anh ta. Vì dù là tanker, xạ thủ hay là cái gì đó ấy, John chỉ tầm 1 hoặc 2 xấy thôi, xong việc ngay. Nhưng vì sao sở hữu cái lượng sát thương đáng gờm như vậy mà hiện tại ở giải nhá lại ít được quan tâm? Hay chính xác nhá, tính đến trận đấu siêu kinh điển với Gaming và Sao Tome thì đúng có một lần John được xuất hiện. Thì là bởi John ấy là vị tướng lết này, cần sự bao bọc và quan tâm từ trợ thủ, cũng như là John rất kém cơ động. Còn ở trong giải nhá, đồng ý là trợ thủ hay là team mà xác định đã bảo kê John ấy còn tốt và mắc ping hơn cả rank, như là với các vị tướng kiểu dạng zip thêm các kiểu. Nhưng nếu quá quan tâm và bảo kê John ấy thì dừng lại dễ bị khai thác và bị gank vào sau 4 ngày trận đấu rồi. Mà một khi team bị rơi vào thế bị đè và cái địch không sai ấy, thì xác định rất khó bị lật. Còn ở rank ư, sơ hở là lật kèo điên. Đương nhiên có rất nhiều anh em kỹ năng cao chơi John, hay đừng hỏi luôn, kết hợp thêm quả luyện kim hack tiền thì quá tuyệt vời. Khi chỉ cần trợ thủ biết chơi và bảo kê thôi ấy, kẻ địch xác định khóc luôn. Đặc biệt đi rank ấy, gặp ông nào pick thêm quả zip hay là thêm bảo kê để hết nước chấm. Thêm lý do theo TNG là khá thuyết phục, đó là ở giải nhá, việc một tướng xạ thủ kém cơ động như John bị những Iggy, Elsu hay là Lily AT cấu đỉa quá dễ dàng. Anh em cứ nhìn cách Hoàng TD với Vio nhá, bị red với con bài Elsu bắn, hiểu John nó sẽ gặp khó khăn ra sao rồi. Một vài lời khuyên cho anh em khi đối đầu John nhá, nếu cảm thấy chọn vị tướng sát thủ lao vào quá khó ấy, thì các bạn cứ pick mấy vị tướng cấu đỉa máu buộc John khó tranh hơn, kiểu như bọn Kali, Iggy, Zue hoặc là Elsu AT. Tất nhiên pick được bộ Slowbone trận đấu tốt ấy, ép John không thở được cũng là một ý kiến rất là hay. Thứ tư, Grack. Khi mà ở giải đấu đang ưu tiên cái lực cấm vào Aiza hay sắp tới có thể là Rui và sự lựa chọn quen thuộc là những Thane, Senir, thì ở rank nhá, trợ thủ được thích và ghét hiện tại chắc hẳn là Grack. Vậy lý do vì sao Grack lại được yêu thích như vậy? Chắc chắn là sự đột biến mà ta có thể đem tới với những cú kéo chính xác nhá, đồng đội hay là Grack, hắn ta chẳng phải mạo hiểm lao vào làm gì cả. Trong khi kẻ địch bị kéo nhá, xác suất có từ 2 đến 5 thành viên kẻ địch đối diện đang chờ trực hắn ta rồi. Hay đơn giản các bạn muốn thử cái cảm giác dừng địch hay là dừng mình khóc lóc vì không thể ăn bùa thì Grack chùm khoản này rồi. Và đồng thời nếu các bạn tận dụng tốt thời gian kẻ địch không có đồ giải khống chế và Grack tung ra một cú hút thần sầu với chiếc cuối thì xong, kẻ địch buông điện thoại luôn. Đặc biệt nếu bạn xem TikTok thời gian ở đây ấy, sẽ biết bộ đôi hủy diệt Grack và Rui chơi vui ra sao rồi đúng không? Khi mà chỉ cần căng chuẩn xác, việc có mạng là siêu dễ dàng với chỉ một cú kéo của Grack đứng trên thần môn. Ngược lại ở giải thì sao? Để kéo chúng nhiều ấy không hề dễ dàng, đặc biệt là các chủ lực kẻ địch. Một phần ấy là tuyển thủ họ né khá gắt, một phần ấy trợ thủ chơi dạng tanh và có giải sẽ chủ động che chắn. Tiện nói đồ giải nhá, thì bây giờ giữa cuối game ấy, một trợ thủ dùng 2 hay là 3 lần giải trong một thời gian ngắn không hề hiếm gặp. Trước kể họ hoàn toàn thể pick Chauna để khắc chế cứng Grack. Tất nhiên nếu chủ động chơi Grack ấy thì slot ban Chauna là có thể hiểu được. Trong khi ở rank, mấy khi chúng ta cấm Chauna, đúng không? Vậy từ đó, chúng ta thể đúc ra vài bí kíp để chơi lại Grack nhá. Dễ dàng nhất ấy là pick Chauna. Tiếp theo, sử dụng trợ thủ có khả năng chống chịu để che kéo cho đồng đội. Và tầm giữa cuối game ấy, dành tiền để đổi đồ giải. Tất nhiên nếu được ấy, né kéo luôn càng tốt. Và đừng quên, kẻ địch có Grack ấy, các bạn nhớ che bùa cho rừng mình nhá. Thứ năm, Natalia. Pháp sư đeo đắc nhiều sự sợ hãi ở các bậc rank, thậm chí là ở cả đỉnh cao, với áp lực lớn ở đoạn đầu và giữa game. Đặc biệt khả năng gây sức ép mạnh vào rừng kẻ địch ở những thời điểm đầu, bởi cô nàng là một trong vị tướng đi mid lên cấp độ 2 sớm nhất. Cũng như thời điểm hiện tại, rất khó có vị tướng nào cận chiến có thể làm khó được Natalia. Natalia còn đặc biệt nguy hiểm ở những pha núp bụi bắt lẻ nhiều kẻ địch. Đơn giản là nếu kẻ địch không có giải mà đứng sát nhau nhá, thì việc Natalia dồn khống chế kèm sát thương liên tục từ chiêu 1 là quá dễ dàng, đặc biệt là ở những bờ rank không quá cao, khi thường xuyên là một trợ thủ chết không kỹ càng, và hai là cầm xạ thủ pháp sư ngáo ngơ đi đường sông hoặc là cạnh sông chẳng hạn, rồi lao thẳng vào bụi. Đặc biệt ở rank, cái combo Grack Nata ấy quá nguy hiểm luôn. Một lời khuyên cho anh em hoặc là muốn đi kèo với mid của Nata ấy, hãy cố gắng pick vị tướng có sải tay dài để hạn chế phải áp sát, kiểu như là Illumia, Lily, Zue hoặc là bọn Kali, Iggy. Còn nếu chơi các vị tướng cần tiếp cận dạng như là Tulen, Munga, Zina, Rodion, thì khi các bạn dọn lính nhá, thứ nhất nhường Natalia đi trước, thứ hai đứng né né lính ra để tránh Natalia vừa phụt được lính mà lại phụt cả người. Tuy nhiên nếu xét ở giải đấu, Natalia lại kém được ưa thích hơn nếu so với vị tướng pháp sư đời đầu như là Munga hay là Chrissy, vì không phải nói khả năng check map hay thậm chí là cảm quan của mấy ông đánh giải ấy không khác gì là hack map luôn.
cũng như trong giải nhá, đường giữa là vị trí tối quan trọng cho việc di chuyển và điều hòa thế trận. Và đôi khi đường giữa còn cần hy sinh nhường tài nguyên, mà Natalia nếu không có tiền ấy, các bạn hiểu rồi đó, yếu ơi là yếu luôn. Đặc biệt Natalia có thể nói là một vị tướng khá mạo hiểm nếu phải kéo về late game, cũng như khả năng khống chế này, sát thương Nata ở trong giải ấy, nó kiểu là chưa tới và chưa đủ. Và đó là năm vị tướng ở rank rất là mạnh, có thể giúp anh em ra rank đơn giản, nhưng vào giải thì hơi phế và ít người vận dụng. Anh em còn biết vị tướng nào thêm, hãy comment ngay dưới video nhé. Và đừng quên tặng TNG một like và bấm đăng ký kênh ủng hộ nhé.